Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục dõi màn ảnh của Đài Truyền hình Việt TV. Tiếp theo sau đây xin mời quý vị theo dõi các tin tức liên quan đến Hoa Kỳ. Và một bản tin từ Los Angeles cho biết, nổ súng tấn công tại phi trường quốc tế LAX, một nhân viên TSA thiệt mạng và 6 người khác bị thương. Vào lúc 9 giờ 30 phút sáng ngày hôm qua, ngày 1 tháng 11, giờ địa phương, một nghi can đã nổ súng vào trạm gác của Bộ An ninh tại phi trường quốc tế Los Angeles, tiểu bang California. Sự việc xảy ra tại khu vực cổng bay số 3 của phi trường Tom Bradley International. Theo thông tin ban đầu, có 6 người bị thương. Một nhân viên sở cảnh sát Los Angeles nói rằng tay súng đã bước đến trạm kiểm tra an ninh, rút ra một khẩu súng trường và bắn nhân viên tại đây bị thương. Sau khi bắn, tay súng này vượt qua cửa kiểm soát an ninh nhưng đã bị một cảnh sát bắn. Trung tâm y tế Ronald Reagan tiếp nhận 7 nạn nhân từ vụ nổ súng, 6 người bị thương nhẹ nhưng một người đã thiệt mạng. Các nhân chứng và cảnh sát cho hay đã có 10 tiếng súng vang lên, nhưng hiện chưa rõ nghi phạm bắn bao nhiêu phát súng và cảnh sát cũng như nhân viên an ninh sân bay bắn trả bao nhiêu phát. Thông tin mới nhất từ CNN, cả nghi phạm nổ súng lẫn các nạn nhân đều đang được cấp cứu tại bệnh viện. Và thưa quý vị, trong khi đó thì Sở Thuế Liên bang IRS đã cảnh báo về cách lừa đảo mới bằng điện thoại. Sở Thuế Liên bang đã ban hành một cảnh báo về cách lừa đảo mới bằng điện thoại đang xảy ra trên phạm vi toàn quốc. Họ nói rằng kẻ mạo danh tự xưng là nhân viên thuế vụ đang gọi điện thoại đến để đòi người thọ thuế phải trả nợ thuế. Các cú điện thoại giả mạo gọi đến người nộp thuế vô tội và thường là những người di dân. Thường yêu cầu nạn nhân phải trả tiền bằng thẻ trả tiền trước hoặc chuyển ngân, tức là wire transfer. Nếu nạn nhân cãi lại, những kẻ lừa đảo còn đe dọa sẽ bắt giữ hoặc trục xuất họ hoặc đình chỉ kinh doanh và bằng lái xe của nạn nhân. Sở thuế IRS cho biết một trong những lý do người dân bị lâm và mắc bẫy bọn lừa đảo này là vì kẻ gian đã dùng số điện thoại miễn phí của IRS để lưu lại trên call ID của nạn nhân. Kẻ giả danh cũng có thể biết số an sinh xã hội của nạn nhân tiềm năng. Kính thưa quý vị, Daylight Saving Time, tức giờ tiết kiệm ánh sáng 3 ngày, kết thúc vào cuối tuần này, nhưng chúng ta đang rơi trở lại giờ gì? Kính thưa quý vị, tiết kiệm ánh sáng 3 ngày không chỉ tiết kiệm thời giờ mà tiết kiệm thời giờ ban ngày. Nhiều người thắc mắc tại sao chúng ta phải rơi trở lại thời giờ tiêu chuẩn, tức Standard Time. Tại Hoa Kỳ, chúng ta sống 8 tháng trong năm theo giờ tiết kiệm ánh sáng 3 ngày, nhưng giờ tiêu chuẩn thì vẫn được gọi là tiêu chuẩn, nhưng đã bị thu hẹp kể từ đệ nhất thế chiến. Thời đó, giờ tiết kiệm ánh sáng 3 ngày lần đầu tiên được áp dụng để tiết kiệm năng lượng. Việc chuyển đổi này khiến cho thời điểm mặt trời lặn đến trễ hơn trong ngày. Vì vậy, người dân không phải bật đèn sớm. Thế còn tại sao trong mùa thu và mùa đông, chúng ta lại phải vặn ngược đồng hồ để trở lại giờ tiêu chuẩn? Kính thưa quý vị, lý do là hầu hết các vùng trên Hoa Kỳ chỉ nhận được khoảng 9 tiếng rưỡi ánh sáng mặt trời trong mùa đông. Phân loại thức ăn nhẹ so với thức ăn ngọt tráng miệng. Thưa quý vị, khi những người con nhỏ của gia đình Harman đi học từ trường về nhà, điều đầu tiên các em đòi là được ăn nhẹ một món gì đó. Nhưng các món ăn nhẹ gọi là snack thì thường chứa rất nhiều đường. Bà Amy Harman cho biết con bà hay tranh luận và luôn thích những món ăn nhẹ kém lành mạnh, trong lúc bà cứ phải cố giải thích cho các em về tầm quan trọng của chế độ dinh dưỡng lành mạnh. Đây là một trận chiến khó khăn đối với nhiều bậc phụ huynh vì rất nhiều loại thực phẩm ăn nhẹ thường là một hình thức kẹo ngọt hoặc bánh ngọt chứa đầy đường kèm theo chất béo. Thức ăn nhẹ lành mạnh đúng nghĩa phải là các bữa ăn nhỏ để giữ cho trẻ em bớt đói giữa các bữa ăn chính. Chuyên gia dinh dưỡng Julie Swart đã bày cho bà Harman nhiều món ăn lành mạnh, chẳng hạn như trái cây với sữa chua, bánh toàn ngũ cốc nguyên chất và phô mát ít chất béo hoặc rau chấm hummus. Kính thưa quý vị, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đổi quy tắc sử dụng hoặc mức khoản khấu trừ trả chi phí y tế FSA. Nếu đang lo lắng về việc mức tài khoản không sử dụng chi tiêu linh hoạt cho mục y tế, thường gọi tắt là Flexible Spending Account hay FSA, quý vị có thể thở phào nhẹ nhõm. Bộ Tài chính Hoa Kỳ công bố vào hôm thứ Năm rằng họ sẽ nới lỏng quy định cuối năm. Mục chi tiêu linh hoạt này được cung cấp bởi các công ty cho nhân viên để sử dụng tiền trước khi trừ thuế trả cho chi phí y tế. Các loại chi phí bao gồm lệ phí của bác sĩ và chi phí thuốc theo tòa. Nguyên tắc cuối năm đòi hỏi công nhân viên phải sử dụng hết tiền trong tài khoản của họ vào cuối năm nay hoặc sẽ bị mất tài khoản này. Các công ty hiện nay có thể cho phép nhân viên chuyển tối đa 500 Mỹ Kim trong quỹ chưa sử dụng sang quỹ của các năm sau. Bộ Ngân khố Hoa Kỳ cho biết hiện nay những quỹ bị mất quy chế sau thời hạn cuối năm có mức trung bình dưới 500 Mỹ Kim. Trong khi đó, thì cuộc đua Cannonball trong vòng 28 giờ đồng hồ đã hoàn tất, thưa quý vị.
Quý vị nghĩ chúng ta phải mất khoảng bao lâu để lái xe khắp Hoa Kỳ? Khoảng 28 tiếng đồng hồ chăng? Và đây cũng chính là một kỷ lục mới của cuộc chạy đua mang tên Cannonball Run do nhóm của ông Ed Borian vừa đạt được. Dựa vào một công ty giao thông tư nhân, vào tháng trước, nhóm bao gồm 3 thành viên do ông Ed Borian lãnh đạo đã lái xe từ thành phố New York đến Los Angeles chỉ trong vòng vỏn vẹn 28 giờ 50 phút và 30 giây, phá vỡ kỷ lục 31 giờ 4 phút vào năm ngoái. Đội của Ed Borian đã sử dụng chiếc xe hơi hiệu Mercedes-Benz để hoàn tất cuộc đua này. Trong suốt quãng đường dài 2.800 dặm, có lúc chiếc xe của họ đã lăn bánh trên tốc độ 158 dặm một giờ. Kính thưa quý vị, Caraway, Arkansas bị thiệt nặng nề do bão lốc. Thành phố Caraway ở Arkansas vừa trải qua một đợt thời tiết khắc nghiệt được mô tả tương tự như một cơn bão lốc gây thiệt hại đáng kể. Hệ thống điện, cây cối và một số tòa nhà đã bị hư hại khá nhiều. Người dân được khuyến cáo tránh đi ra đường. Lực lượng ứng phó với tình trạng khẩn cấp đang cố gắng đảm bảo đưa tất cả mọi người đến nơi trú ẩn an toàn. Hội Chữ Thập Đỏ đã mở một nơi trú ẩn cho người dân tại nhà thờ First Baptist. Thị trưởng Caraway cho hay một số tòa nhà ở trung tâm thành phố đã bị hư hại bởi cơn bão. Ít nhất một ngôi nhà, một trung tâm cộng đồng và một trạm xăng đã bị hư hỏng. Chính quyền thành phố đã thiết lập một sở chỉ huy để kịp thời ứng phó với các thiệt hại do thời tiết khắc nghiệt gây ra. Theo thông tin cho biết, thì tính đến nay không có ai bị thương. 5 người mất tích khi tham gia lễ hội Halloween đã được tìm thấy an toàn. Bản tin tiếp theo có liên quan đến giải trí cho biết, các chương trình truyền hình hài hước khuya đã lấy đề tài Obamacare để làm trò hề. Quý vị có thử bật lại máy điện toán để thử vào trang mạng Obamacare và Healthcare.gov chưa? Đây là những màn hài hước nhưng rất thông minh. Tuy nhiên, tất cả không chỉ là giải trí. Lawrence Feldman đang điều tra xem làm sao để đo lường ảnh hưởng chính trị của những chương trình hài này. Và cô thấy rằng các chương trình, các thoại kịch và cười nhạo của các chương trình truyền hình về khuya thật sự đóng một vai trò giáo dục quan trọng về những điều mà chúng ta làm trong ngày. Người dân có thêm kiến thức thực tế từ các chương trình hàng ngày, đặc biệt là khi họ tiếp cận các chương trình như tin tức trái ngược với những tin chính trong ngày, chứ không phải chỉ thuần túy là chương trình giải trí. Một cuộc thăm dò gần đây của Viện Gallup cho thấy quan điểm chung của người Hoa Kỳ về luật cải tổ y tế, hay còn gọi là Obamacare, đã được cải thiện đôi chút kể từ tháng 8, từ tỷ lệ 41% đến 44% hiện nay. Các nhà lãnh đạo trong chính phủ đã nhận ra tầm quan trọng của các chương trình hài về khuya. But a recent Gallup poll shows that Americans' overall view of the Affordable Care Act or Obamacare has actually improved slightly since August. Và tiếp theo là tin vắn từ Hollywood. Trong những gì được mô tả như một mối tình lãng mạn khác tuổi tác, ca sĩ chính huyền thoại của ban nhạc The Rolling Stone là Mick Jagger đã phủ nhận ông có ý ve vãn Katy Perry. Perry đã nói với một đài phát thanh Úc rằng nam ca sĩ hiện đã 70 tuổi cách đây 11 năm đã ngỏ ý ve vãn cô khi cô mới 18 tuổi. Perry cho biết cô không có ác ý sau sự việc và nói rằng ông đã rất tử tế với cô. Nhưng phát ngôn viên của Jagger từ chối bất kỳ nỗ lực dụ dỗ bởi ca sĩ nhạc rock, nói rằng có lẽ cô đã lầm. Và tiếp theo là Lady Gaga sẽ dẫn chương trình Saturday Night lần đầu tiên. Sự xuất hiện của mẹ quái vật sẽ diễn ra ngày 16 tháng 11, 5 ngày sau khi album mới của cô Art Pop được phát hành. Cô cũng sẽ là ca sĩ khách mời lần thứ 3 trong chương trình. Và sau đây xin mời quý vị theo dõi bản tin dự báo thời tiết cho 3 vùng Houston, Dallas và San Jose. Tại Houston thì bầu trời trong xanh, nhiệt độ cao nhất là 70 độ và thấp nhất là 48 độ, gió thổi theo hướng Bắc với vận tốc từ 5 đến 10 dặm một giờ và không có mưa. Tại Dallas thì bầu trời có ít mây, nhiệt độ cao nhất là 66 độ và thấp nhất là 45 độ, gió thổi theo hướng Bắc với vận tốc từ 10 đến 15 dặm một giờ và cũng không có mưa. Và cuối cùng là tại San Jose, bầu trời u ám và có nhiều mây, nhiệt độ cao nhất là 68 độ và thấp nhất là 46 độ. Gió cũng thổi theo hướng Bắc từ 5 đến 15 dặm một giờ và không có mưa. Vậy là thưa quý vị, nhìn chung trong ngày hôm nay, thời tiết khô ráo ở cả ba vùng. Bầu trời trong xanh, khí hậu mát mẻ và dễ chịu. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin dự báo thời tiết vừa rồi. Kính thưa quý vị, bản tin dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc phần tin 24 giờ qua cùng với Thi Nhung và Thiện Hạnh. Chúng tôi xin kính chúc quý vị có một ngày cuối tuần thật an lành và hạnh phúc. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.